Rồi, chào anh em ha, làm lại clip này lúc nãy cái clip nó không có tiếng. Sau khi mình sẽ nhận định về BGC cho các bạn. BGC chúng ta thấy nè, 4 giờ nó vẫn đang ở dưới Sony ER và rất là rủi ro. Bởi vì mình có nói cho các bạn vào ngày thứ 6 vừa rồi là hai ngày thứ bảy chủ nhật là những cái ngày mà sẽ thị trường nó sẽ có vấn đề, nó sẽ thanh khoản rất là yếu, nên giá nó sẽ không chạy nhiều và chính cái người chơi á họ sẽ nhảy lung tung bởi vì họ đợi lâu quá, họ không có kiên nhẫn. Họ phát hành và làm cho phản âm dựng đi, cái market nó không làm gì hết, nó chỉ đi ngang đoạn thôi, cho nên thành ra hai cái ngày thứ sáu các bạn, thứ sáu thứ bảy chủ nhật là hai cái ngày mà đám market nó sẽ lấy tiền này của đám đông. Chứ các bạn nhìn nó 30 phút nè, các bạn thấy 30 phút đêm qua nó chạy á, biên độ thì ít mà rau liên tục, rau này rau này rau này rau này rau này rau này rồi rau liên tục, à, có nhịp lên có nhịp lên xuống đây cũng xuống lại. Cho nên thành ra những cái xanh một chút là các bạn là thấy lầm biến chốt rồi, nhưng mà thấy đỏ là khó chịu và các bạn cắt. Cho nên hai cái ngày này thì cẩn thận à, có những cái ngày rõ ràng thật sự là market không phải lúc nào cũng cho chúng ta đi săn đến kiếm tiền, mà có những cái ngày chúng ta chỉ có đứng yên hoặc là chúng ta ngồi yên chơi hoặc là chúng ta dùng cái chiến lược khác, chúng ta lấy ít tiền thôi, đánh 50 đô 100 đô, đánh ít lớp một chút, lướt lướt lên một chút nhưng mà chốt rồi xong có tiền, có 10 đô 20 đô rồi đó, xong vừa cảm chạc vừa nhảy đúng không ạ, vừa rút được tiền. Đó là cái cách à. Cho nên hôm nay riêng EKH là đẹp hơn, EKH là 4 giờ rút chân rất là đẹp, EKH đẹp các bạn mua bao giờ mình spot được à, thậm chí các bạn đánh Marine thì các bạn đánh ít 3 ít 5 thôi, ít 5 thôi đừng ít 3, ít 3 nhỏ ít 5 dòng dài dài lên được. EKH thì tiềm năng hơn, tại vì sắp tới sẽ còn một cái kênh nữa là thằng Sét nó sẽ duyệt cái ICF, cái ICF của Bitcoin đã duyệt rồi thì hầu như là thằng EKH nó chắc chắn nó duyệt, cho nên sẽ còn một cái kênh đó nữa nó làm cho EKH bay lên cái ngưỡng khoảng 3.500, cho nên thậm chí nó phá luôn 3.500 mà nó quay lại nó tác để nó hình thành dừng dừng thành cái nền giá 3.500 để đám đông chấp nhận đó và bắt đầu lên đến 6.000 mấy, đó là cái nhịp của nó. Theo lý thuyết đao phá cản thì tiếp tục, cũng giống như cái việc mà các bạn thấy khi nó phá vỡ EKH, nó phá vỡ cái ngưỡng 2.000 ngày xưa thì cho các bạn báo các bạn mua 1.700 1.800, bây giờ nó lên tới 2.000 mọi người chốt, sau các bạn thấy nó vượt qua 2.000, bây giờ nó tạo một cái nền giá của 2.000, nó tạo nó hình thành cái nền giá của vùng 2.000 nè, các bạn thấy không, cái vùng 2.000 2.002 nè đó, tạo một cái vùng nền giá dày đặc như vậy thì đám đông chấp nhận cái vùng giá đó, và sau khi nó bứt phá lên thì nó chuẩn bị nó quay lại test 50% của cái nhịp nhịp cân này nè, và dần dần đám đông chấp nhận cái mức giá này và đi lên luôn, cho nên rất khó để ETF bây giờ quay lại 1.700 1.800 nữa. Cũng giống như ngày xưa ở cái ngưỡng 700 tôi báo cái chị kia mua, sau đó ETF lên 1.400 và rất khó quay lại 700, thì ngày hôm nay từ 1.400 lên 2.000, vượt 2.000 là rất khó quay lại 1.700 1.800, và bây giờ nó đã vượt khoảng 2.000, 2.000 là bị rất khó quay lại cái ngưỡng 2.000 được, thì đó là cái nền giá à. Và để có một cái kèo bên các tôi nhắc các bạn đang 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 xài con bot này là tham khảo kèo, nó sẽ lấy những kèo nước ngoài, nó bên đây họ setup cái kèo bên rô bắn thẳng vào cho các bạn không cần phải mất phí à, không phải tốn tiền, nhưng đánh kèo rô thì chỉ tham khảo chứ không nên, phải thông minh chút, không nên lệ thuộc vào nó. Ví dụ của nó các bạn rô hôm qua nó cho một cái kèo con gáp rất là nguy hiểm, các bạn cho nó kèo, nó cho kèo này nè, các bạn thấy cái ở đây là đỉnh một, ở đây là đỉnh hai và đây là đỉnh ba à, ở vùng này nha, ở vùng này nha, nó cho kèo này xong nó mấy thằng mà cho kèo á nó bay trước nó rồi, mấy admin cho kèo bên rô nó bay trước, rô là tên nước ngoài nó bay trước rồi, xong rồi nó ra kèo một cái đám đông nó đẩy đẩy vô đây, xong đó là Việt Nam mình thấy kèo lên mút chỉ còn lại ngon quá, còn lên biên đồ ăn ngon quá, lại rờ chỉ rờ rờ màu xanh ngon nè, TB dài mà L ngắn là ngon, nó nhảy vô mua vô mua một cái các bạn biết không, nó lên được cái đoạn này nè, nó zoom ra thì cái ngon nó lên cái đoạn này, nó lên cái đoạn có 12%, nó lên cái đây xong là cái kết quả này hôm qua cô nói rất là nguy hiểm, đánh kèo rô coi chừng bị đu đỉnh, tại vì mấy thằng ra kèo nó mua trước cái đây rồi, xong nó ra kèo xong rồi đám đông nhảy lên là nó chốt mẹ nó, đã đánh marine hôm nay mà nó đánh future hôm nay mà nó ôm tiền nó bỏ chạy rồi, xong đám đông nhảy lên đông đu đu tụi nó đâu biết mẹ gì đâu, tụi nó nghĩ là còn tăng nữa nhảy với múa mua xong cái kết nè, ba cây màu đỏ của 4 giờ là các bạn biết đi bao nhiêu giá, từ cái đỉnh 2.229 nó rớt về hiện tại là 1.94, ai future mà giá nó quan sát này 4 giờ nó đi kiểu này mở 3 phút các bạn coi nó rớt đi nè, nó lên thêm một cái nhịp nó rớt lại, nó quay lại bản chất, cho nên tôi nói bản chất cái hiện tượng là phải phân biệt, bởi vì á
đánh nó không coi, không phải nhìn BGC. BGC nó đâu có sóng đâu, nó đâu có nhịp đâu. BGC nó không có nhịp. Mày nhảy vô đánh on coi á, hiện tượng nó nhảy lên, đám đông nhảy vô đu xong đó hết lực rồi, nó nhất thời thôi à. Nó quay lại bản chất, quay lại bản chất cung cầu. Thì thành ra mấy thằng mà ra kèo nó ăn nhập mặt mẹ nó, nhất là mấy, nhất là cô nói các bạn mấy thằng mà đánh kèo rô của nó các bạn sớm chết, không hiểu cái cách chơi của nó sớm chết. Ví dụ như hôm qua là tôi cho anh em sale, tôi nói là sale cái vùng này đẹp nhất, cái vùng này cái vùng dày nè, màu đỏ là dày nè, bán tháo mạnh nè, thanh khoản yếu nè, bán cái vùng sale vùng này và sale vùng này. Cho nên hôm qua một số bạn nó sale không rô vùng này là ngon rồi, là bây giờ là ăn ăn mẹ nó rồi, bây giờ nó quay xuống nó cắt cái cụm số nó R là hỗ trợ mạnh là chúng ta chốt lời vậy thôi, 4 giờ ăn 2 3 cây này là dư rồi. Thì thành ra những cái người mà biết á, người ta nhìn vô bản chất là BGC nó đang sắp mặt lờ, thị trường nó sắp mặt lờ mà rô nó cho bay, thằng nào ngu ngu qua kệ mẹ nó, lên sell xuống cho con, lên tìm cái khác cái kháng cự mạnh lại sell xuống các bạn ăn. Cái là cái cách chơi, cho nên tại sao tôi vẫn giữ cái boss role này. Cô nói về IT là lúc đầu cô nói IT là bỏ IT nó thôi, nhiều bạn vô thích con này đó thì ok ép vô, nhưng tôi phải hướng dẫn cho các bạn cái cách để dùng nó hiệu quả, chứ đánh hero là chết nha, là các bạn bị nó dụ đó. Mấy thằng mà nó ra kèo với mấy thằng mà đi bán cái đó nó có lời hơn, chứ cùng các bạn là chết hết, các bạn mất tiền đó. Các bạn gì có tiền vô mua, các bạn gì mất tiền nha. Đó, on coi cho kiểu này nè, các bạn coi cho kiểu này nè. Sao lên, sao lên ha. À, trong con bot này nó có nhiều cái nhận định on trend, những cái kèo của tôi cũng có trong này, các kiểu tôi nhắc nhở các bạn đây nè. Đó, nhắc nhở các bạn nha, đây bot này, bot này rất là hay, bot này trong nhóm học viên mới có, mới mới dùng bot trong nhóm học viên bot này cập nhật liên tục. Đây, cho nên hôm nay để ý BKC thì dùng chiến lược để ít tiền lấy cái con chút. EKH thì mua spot và margin nhỏ 5 x 3 x 5 được, còn lâu dài được tại vì nó còn trên gốc. À, còn on coi đừng lụng vô coi chừng nát nát gáo. BKC nó có nè, cuối cùng nè nó điên điên nó bút một cái là đi rồi nè. Vừa rồi cái tôi cần các bạn cuốn lịch đó nhá, không tôi cần các bạn cái cuốn lịch, anh học viên có cái cuốn lịch đó, các bạn mở ra. Tôi dự báo đúng ngay ngày 12 và ngày 5, ngày 12 và ngày 19 luôn, 2 3 ngày đó đều 3 ngày liên tiếp tôi dự báo đúng đúng chuẩn. 3 ngày đó thị trường đều biết đồng mạnh, ngày 19 vừa rồi là hôm kia thứ sáu BTC rớt hơn 2.000 giá. Và tôi nói các bạn, nếu mà các bạn tin vào năng lực tôi thì những cái lời khuyên của tôi các bạn nên đừng có đánh mạnh. À, các bạn kiêm nghiệm lại. À, các bạn phải nhìn thấy những thằng khác nó mất tiền mà các bạn không mất tiền, các bạn mới trân trọng những cái mà tôi cảnh báo các bạn. Ok chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tiếp theo cái này nữa. Thấy trong nhóm không? Anh em group chat hôm qua đang rất là sôi nổi, đang thảo luận sôi nổi về cái câu chuyện về phong thủy. Phong thủy đợt Tết này cô đang rảnh, tôi sẽ tặng một cái khóa, tôi sẽ tặng một cái khóa cho anh em về phong thủy cơ bản. Và cái khóa này á, vừa rồi anh em lên nhóm nhân tướng chuyên sâu á, nhân tướng tâm tướng chuyên sâu á, học cái lớp tâm tướng chuyên sâu á, các bạn đã học qua buổi 4 rồi, các bạn còn 2 buổi là buổi 5 và buổi 6, buổi 5 buổi 6. Thì các bạn với những cái bạn mà nằm trong lớp tâm tướng chuyên sâu á đó, mà các bạn chọn, các bạn nằm trong lớp tâm tướng chuyên sâu á, các bạn sẽ được tặng thêm một khóa cơ bản về phong thủy cơ bản 3 buổi, phong thủy tử vi cơ bản 3 buổi, mình sẽ làm khóa đó của các bạn. Ok, giờ để các bạn học tiếp. Thấy nhiều anh em đang đang nè, nhiều bạn đang đang thảo luận về những cái này. Ví dụ, và cái khóa này á, các bạn sẽ được cấp cái tài khoản để vào click vào xem. Các bạn chỉ cần đánh ngày tháng năm sinh dương lịch, nó sẽ tự động ra cái lá số. Các bạn nó sẽ ra lá số là âm theo âm lịch là sao, cái khí nào, giờ hoàng đạo nào có của các bạn ra hết rồi. Có cái này rồi bắt đầu mới có kiến thức để xem, có kiến thức để xem. À, các bạn biết á, tướng ông Ngô Hùng Diễn á, các bạn đi đọc cái quyển Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn, tôi có làm cái bộ sách nói có này, tôi sẽ báo cho các bạn về bộ sách nói Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn, và có cái file PDF của Ngô Hùng Diễn luôn, cuốn sách luôn. Ngày xưa ông Ngô Hùng Diễn á, ông là một nhà thuật tướng số, nhà tướng số, ông con cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm là thời chế độ cũ á, ông coi và coi rất nhiều những cái người mà người ta thời đó người ta gọi là xì khẩu. Xì khẩu là mấy thằng tàu, mấy thằng ba cậu thời đó mà gọi là tài phiện, tài phiện thời đó nắm thị trường
ổng coi nhiều người, mà những cái người đó ổng coi mà rất là quy, mà những người đó điều đó rất quy tính, rất là lợi hại, rất là hay, ổng coi cho họ. Thậm chí các bạn biết không, ông Ngô Hùng Diễn ổng có một cái giai thoại nổi tiếng, ổng coi á, mà các bạn biết ổng coi được cái ngày giờ cái người đó sẽ chết vì bệnh gì và chết vào năm nào tháng nào luôn, ổng coi được cái đó luôn. Các bạn nghe các bạn thấy sợ không, ghê không? Trong 3 buổi cơ bản này tôi chỉ các bạn coi được cái cách hay của ông, các bạn không có nghe nhầm đâu. Các bạn nghiên cứu sâu về đông y các bạn thấy nó rất là bình thường, rất là bình thường. Có ví dụ các bạn đây, ví dụ ôi sinh vào mùa thu, bản thân tôi luôn nha, sinh vào mùa thu thì kim nó vượng, mà thằng kim nó vượng á thì mộc nó sẽ khắc mộc, cho nên thằng mộc tôi nó sẽ bị suy. Nói về tháng sinh á, là tháng sinh tôi là mùa thu thì tôi bị khuyết mộc, cho nên tôi phải bổ sung mộc, phải biết cái thuật đó. Mà năm sinh tôi là 1984 là hải kim kim thì nó lại càng kim vượng nữa, mà gặp cái năm kim á, mà cô mà kim rồi gặp cái năm cô sinh năm kim, cái tháng tôi là tháng kim, mà cô gặp ngay cái năm hiện tại mà năm kim nữa đó, thì lúc đó cái mộc của tôi nó rất có vấn đề, nó sẽ bị suy trầm trọng. Thì cái cách của ông Hùng Diễn, của những nhà tướng số, người ta biết về đông y, về ngũ hành á, người ta sẽ biết được là à, ví dụ bản mệnh tôi là cái khuyết điểm trên cơ thể tôi là cái gan, cho nên ví dụ như những nhà tướng số Ngô Hùng Diễn họ biết xong rồi họ sẽ xem, họ sẽ gặp cái gia chủ đó, họ xem gì các bạn biết không, họ nói chuyện, họ thấy những cái người đó mà dễ phẫn nộ, ví dụ như các bạn tiếp xúc với tôi các bạn thấy thấy là tôi dễ phẫn nộ là bởi vì tôi đang bị khuyết khuyết mộc, mà bản mệnh tôi nó khuyết mộc, mà phẫn nộ thèm vị chua, và nếu mà da tôi mà hơi bị ngã vàng và mắt tôi yếu, rõ ràng cái gan tôi đang có vấn đề, cái gan nó có vấn đề. Đó là cái cách để bóc. Vậy thì đến cái năm và cái tháng mà cái gan con đang có vấn đề, mà đến cái năm mà cái tháng mà nó đang kim rất là vượng, thì cái năm tháng đó tôi dễ đi luôn, dễ đứt bóng lắm. Nó đơn giản vậy đó, cho nên tại sao ổng coi được là như vậy, làm cái ví dụ như vậy cho các bạn, để các bạn hiểu cái quy luật. Và tất cả năm cái hành này trong ba cái lớp cơ bản, ba cái buổi cơ bản, các bạn sẽ được học hết về nguyên lý cơ bản ngũ hành và tương sinh tương khắc liên quan đến cái bệnh luôn, cái bệnh lý luôn, để các bạn biết các bạn bị yếu thế nào. Ví dụ như tôi đang bị khuyết về gan và tôi luôn bồi bổ gan, chứ tôi không để tôi bị suy, cái gan tôi bị suy xong tôi mới đi đi chữa nó là mụ mẹ nó rồi. Có một câu của nó các bạn là nên xem thuốc là thức ăn, nên nên xem thức ăn bây giờ, nên xem những cái thức ăn mà bây giờ các bạn nạp vô, mình thức ăn kiến thức là những cái các bạn nạp vô là thuốc, nên xem nó là thuốc. Những cái nạp vô á, thức ăn, thức uống, kiến thức cũng như vậy, xem nó là thuốc. Chứ đừng có để sau này chúng ta có tuổi rồi đó. Năm nay tôi 41 rồi, năm nay tôi 41 rồi. Đừng để sau này có tuổi mà chúng ta xem thuốc là thức ăn. Đúng không? Tôi nhìn mấy người bệnh ở bệnh viện, nhìn những người xung quanh lớn tuổi, họ uống thuốc cái còi đó, họ cầm một bịch này nhai như nhai kẹo, nhai như ăn cơm vậy đó. Rất là còi. Là tại vì lúc đó họ bị suy rồi thì họ mới đi bồi bổ, đâu còn giá trị nữa, họ phải đi cứu thôi, phải đi chữa. Còn mình chưa bị suy thì mình phải bồi bổ đó. Cho nên bản thân tôi biết tôi biết gan tôi bị yếu, cho nên ngày nào cũng uống cái này. Khuyên những cái bạn mà đang, nhất là những bạn đang bị khuyết mộc, cái gan các bạn có vấn đề, tôi đi uống cái này bên bổ cầm đường, có cái bên bên bảo cầm đường cái bổ gan, cái này là tự nhiên, cái này là tự nhiên, tôi uống cái này à. Uống cái này để bổ gan, biết mình yếu cái gì. Và mèo là một trong những cái hành về mộc mà sinh, mộc sinh, cho nên tôi nuôi khá nhiều mèo, mà không phải là ngày xưa, không phải là vì tôi biết khiếu khuyết cái đó mà tôi nuôi bởi vì tôi cảm thấy nên làm tội nghiệp của nó thì tôi nuôi, mà vô tình mèo nó lại là mộc nữa, mà là mộc nữa. Nói về một cái nữa, nhiều người thấy mình khuyết mộc thì để mấy cây vượt phẩm hay đây là bàn gỗ mộc trong nhà nhiều, sai lầm. Sai lầm, mộc nó có hai loại, một cái là mộc sinh khí và một cái là mộc tử khí. À, thế nào là mộc sinh khí, nào là mộc tử khí? Mấy cái bàn ghế gỗ cây gì, gỗ me, gỗ sồi gì đó, những cái đó là mộc tử khí. À,
Còn những cái hành mộc khác á, mộc sinh khí là cây cối, ví dụ như trồng trầu bà hay là cây cối, hay là ví dụ như nuôi mèo, mèo cũng là hành mộc nè. Những cái là mộc sinh có nghĩa là nó sinh ra được, nó có di chuyển, nó tạo ra chuyện năng lượng, nó tạo ra sinh khí. Còn những cái mà các bạn để vực phẩm phong thủy, nó chỉ làm nó là mộc nhưng nó là mộc chết, nó không có sống, cho nên các bạn để nó vô dụng mà nó không tác dụng nhiều. Thậm chí những cái vực đó mà các bạn mua đồ cũ của người ta, nó còn dính cái trường năng lượng cũ của người ta, thậm chí nó xin lỗi dính mấy cái vong không biết được, nó đi theo cái đó luôn. Tại vì con người chúng ta khổ nhất là chấp, chết mà không buông bỏ được, đến chết cũng không buông bỏ được. Cho nên có những cái tài sản, những cái mà người ta yêu thích, những cái chết mà người khác người ta lấy, người ta đi theo cái đó luôn đó. Sắp tới các bạn sẽ được học năm cái hành đó, các bạn biết các bạn khuyết cái gì và tháng nó riêng với ngày với năm nha. Nhiều bạn bị nhầm đó, à em là mạng hỏa nhưng em là anh này nói em khuyết hỏa là sao, tháng nó khác, năm nó khác. Chúng ta coi tháng xong chúng ta mới coi tới năm và mới bổ sung cả hai cái, là kết hợp cả hai cái, thì các bạn sẽ học trong 3 buổi sắp tới. Đối với những bạn không nằm trong cái nhóm nhưng tâm tướng chuyên sâu, những bạn bên ngoài các bạn muốn học cái đó, thực ra cái đó nói các bạn trước đây tôi chia sẻ cái đó miễn phí free cho bên cộng đồng, nhưng bên cộng đồng nó tạp nham, nó rác rưởi lắm. Tại sao cô nói như vậy? Bởi vì cô nó vô ơn, mới dạy cho cô nó xong cô nó không biết cái thằng khai, nó không nhớ nó cái thằng khai sáng của nó, cái thằng mà chỉ của nó học của mình, mọi thứ là của mình, sao nó quay lại nó ăn tay mình các kiểu, nó ganh ghét nó làm các kiểu. Tại vì đụng chén cơm của nó có kênh riêng mà, nó kéo men kéo rúp mà rúp của nó đâu có đông đâu, nó làm rep đâu ai theo nó đâu, nó làm các kiểu đâu ai, nó livestream nó làm gì cũng đó cho ai nghe đó. Nhưng cô nó ganh ghét cái tâm đố kỵ của nó như vậy, cho nên những thằng đó không đáng để học, cho nên thành ra con không có free bên cộng đồng. Con nói chứ tôi chỉ dạy cái này trong nhóm bên học viên, nhưng các bạn không trong nhóm đó không sao. Cái cách học, cái cách để đi học cái đó, tôi phải biết rằng các bạn có ý học. Cho nên những bạn mà cọc vào trong nhóm học viên, đặt cọc vào nhóm học viên, ví dụ hiện giờ nhóm đang cái phí đang là 1.800, 1.800 là bên các nhà tài trợ và tài trợ. Sang Tết âm lịch, qua Tết âm lịch sẽ là 2.300, vậy là 2.300. Và những bạn mà cọc vừa rồi cọc 500 hay cọc 200, các bạn sẽ nhận những ưu đãi này. Ví dụ cọc 200 các bạn sẽ được tặng cái lớp học tâm tướng chuyên sâu và phong thủy cơ bản, là cái này tôi nói với các bạn, đồng thời được những cái bộ lịch RKT 2024 cộng cái bộ bao lì xì với cái trading. Cái bộ lịch này rất lợi hại, sẽ dự báo được cho các bạn những cái ngày mà thị trường biến động mạnh. Ví dụ như ngày 19 vừa rồi các bạn thấy tôi dự báo trước đó và BKC rớt 2.000 giá, thấy không? BKC nó rớt 2.000 giá đây cho các bạn xem bộ lịch đây của anh trước. Cái ngày 5 là cái ngày mà Fed nó phát biểu, cái ngày 12 vừa rồi là cái ngày mà thị trường biến động rất mạnh, ngày 19 vừa rồi là cái ngày mà rớt cũng 2.000 giá, hơn 2.000 giá đó. Hồ lực này nó có chim tinh học trong đó, có gì cân tốt trong đó các bạn sẽ đi nhận vào này. Chỉ cần có nghĩa là cần phải biết các bạn đang muốn vào trong những học viên, có ý vào các bạn đặt cọc thì đấy, các bạn cho lúc nào các bạn cho vào những học viên cũng được, lịch sử chat vào đó cho vào cái trừ cái phí này ra thôi là xong, ok chưa? Còn những bạn mà cọc 500 thì các bạn được thêm những cái hay hơn là tài khoản pro 1 năm, tài khoản chuyên nghiệp 1 năm để xem dữ liệu vĩ mô, on trend, book map, rồi cả bot tổng hợp luôn, tài khoản là kết hợp nhiều thứ và sắp tới còn phát triển ra nhiều cái nữa. Nhiều cái với ví dụ như cái tài khoản mà các bạn lên xem tử vi cũng nằm trong đây luôn. Các bạn đánh ngày tháng năm sinh các bạn nó sẽ ra tử vi, sắp tới nó sẽ ra cái góc nhìn Pythagore cho các bạn luôn đó. Tài khoản rất là hay à. Cho nên tôi sẽ tạo điều kiện để cho mọi người đám đông có khả năng vào học học những cái kiến thức hay ho này. Tết này ở nhà tôi không có làm, tôi không đi đâu chơi, tôi chỉ có đi coi quay tôi ra là đạt, tôi coi lại đất của tôi không đó. Đó nên tôi sẽ dành rảnh lắm, tôi làm cái này, chia sẻ những cái này, làm cái lớp này cho anh em học. Phải ha, anh em học viên ở trên năm 2024 thì các bạn mà nằm trong lớp cấm ứng tiên sau này, tôi nên các bạn học, ok nha. Yeah. Rồi đây là cái hai cái option cộng 200 và 500, ok ha. Còn đây là cái RAM tôi đó.
các bạn muốn vào học thì PM, ok ha. Chứ tôi làm bên cộng đồng free trước đây làm nhiều rồi, nhưng rất đương nhiên có nhiều bạn trân trọng, rất nhiều bạn trân trọng việc đó, nhưng có một số thành phần nó không, nó trục lợi, nên cô ghét tôi không làm vậy được ha. Thậm chí nó lấy những cái mà có free nó đi thu tiền các bạn, nó đi bán năm, nó đi bán 5 đô 10 đô nó đi thu tiền các bạn, thấy nó giống như mấy con giòi mà nó đi ăn bám đi ký sinh này. Đó, cho nên tôi không free điều đó được. Ai thật sự muốn học thì vào vậy thôi, không ép, còn không học thì thôi không sao cả, ta không ép. Giống như chúng ta ra ngoài chúng ta muốn ăn bánh thì chúng ta phải trả tiền, chuyện các bạn không muốn trả tiền là được ăn bánh hết, chả ai làm gì, chả ai cổng thượng không ngại chúng ta cả, thế ha. Rồi hôm nay chú ý thị trường, tóm gọn lại BBC cẩn thận, không có nhiều sóng đâu, HTH mới ngon, cả Spot và Marine bởi vì nó có tin on coi chú ý né, đặc biệt ai xài bot pro cẩn thận coi chừng bị dính bẫy, ok ha. Đó, nhắc lại tóm gọn là những ý này. Bye các anh em nha.